Welcome to Eden Garden English. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài học số 2. Read. Câu chuyện của hôm nay chúng ta sẽ là Elias New Friend. Chúng ta nhìn vào bức tranh nhỉ, chúng ta có thể thấy Elias. Vậy thì chúng ta có thể tìm thấy là con do voi và con rùa. Vậy thì các em có thể đoán được xem là Elias chính là con gì không? Chúng ta cùng đọc bài nhé. Elias is a sad and lonely little elephant. He can't find his family. He walks and walks. He sees some tortoises. Hello, I'm Judy. Who are you? I'm Elias. I can't find my family. I can help. Let's go. Như vậy trong tình huống này, như vậy là chú voi Elias của chúng ta đã bị lạc mất gia đình đúng không? Và chú voi đã gặp một bạn rùa tên là Judy. Ok, và hai người bạn của chúng ta đã bắt đầu thành chuyến hành trình đi tìm gia đình của chú voi. Chúng ta cùng bắt đầu tiếp theo nhé. They walk and walk. They see some zebras. Is that your family? No, those are zebras. I'm not a zebra. I'm an elephant. The zebras see Elliot and Judy. The zebras are scared and they run away. Ok, trong đoạn đối thoại thứ hai thì Elliot và Judy của chúng ta đã gặp phải một đàn ngựa vằn đúng không nhỉ? Và đây có phải là gia đình của chú voi Elliot không? Không, đúng không? Bởi vì Elliot chính là một chú voi. Tiếp tục. Như là bức tranh này các em có thể đoán được loài vật mà hai người bạn của chúng ta sẽ nhìn thấy tiếp theo nhỉ? Đó chính là sư tử đúng không? Lion. Ok, nào chúng ta cùng đọc. Judy is Elliot's new friend. They eat together and they play together. Then they walk and walk again. They see some lion. Is that your family? No. Those are lions. I'm not a lion. I'm an elephant. The lions see Elliot and Judy. Elliot and Judy are scared and they run away. It's night time. They sleep side by side. Trong đoạn này thứ hai chúng ta có thể thấy được đó là Elias và Judy eat together and play together. Họ ăn và họ chơi cùng với nhau đúng không nhỉ? Sau khi họ thấy con sư tử thì Judy lại tiếp tục hỏi là Is that your family? Đó có phải là gia đình của bạn không? Và đáp án sẽ là không. Bởi vì Elias là một chú voi chứ không phải là sư tử đúng không? Và bởi vì dù là sư tử rất là hung ác nên là Elliot và Judy rất là sợ hãi và họ đã phải chạy ngay lập tức. Trong một buổi tối night home thì họ ngủ bên cạnh nhau, sleep side by side. Các em thì hãy nhớ là cái cụm từ side by side nó có nghĩa giống như là next to. Ok, nào chúng ta cùng đến với đoạn thoại tiếp theo nào. The next day they walk and walk again. They see some elephants. Is that your family? Yes, those are elephants. I'm an elephant. Thank you, Judy. You're my best friend. Now, Elliot has a family
ảnh hưởng của em. Như vậy, vào ngày tiếp theo thì Trudy và Elliot đã nhìn thấy một đàn voi. Và đó có phải là gia đình của Elliot không? Chính xác. Yes, ok. Vậy là chú voi Elliot của chúng ta đã tìm được gia đình. Và trong quá trình mà chú voi đi tìm gia đình của mình thì chúng ta kết bạn được với một Trudy the Tortoise, đúng không? Vậy là câu chuyện đã kết thúc ở đây. Ok, và chúng ta cùng ôn lại xem chúng ta đã nhớ được những gì ở câu chuyện này nhé. Đây là những, các em có thể nhìn thấy ở cột bên trái chính là những câu nói của Trudy hoặc là của Elliot. Và chúng ta, nếu như là các em thì nhớ xem ai nói câu này nhé. Đầu tiên, ví dụ I can't find my family, tôi không tìm được gia đình của mình, chính là chú voi Elliot nói, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ nối với Elliot. Câu thứ hai, I can help. Câu I can help, tôi có thể giúp này thì chúng ta có thể nghĩ thế này, đó chính là Trudy, đúng không? Trudy đã giúp đỡ chú voi Elliot đi tìm gia đình của mình, đúng không? Vậy là tôi sẽ nối. Ok, câu số 3, is that your family? Đây chính là câu hỏi của chú rùa Trudy khi mà thấy một đàn sư tử hoặc là một đàn ngựa vằn, đúng không? Như vậy thì vẫn tiếp tục là Trudy. Câu số 4, I'm not a zebra. Đây giống như mà đây chính là câu phân trần của chú voi khi mà được chú rùa Trudy hỏi là is that your family, đúng không? Vậy thì chắc chắn câu này sẽ là của Elliot. Zoe or elephant? Nào, các em thử nhớ lại xem. Đây chính là câu nói của chú voi Elliot, đúng không? Câu số 6, you're my best friend. Đây cũng chính là một câu nói của chú voi Elliot sau khi đã tìm gia đình của mình mà chú nói với chú rùa Trudy, đúng không? You're my best friend. Các em có thể để ý này, you are thì you are động tác sẽ là your. You are my best friend động tác sẽ là you're my best friend. Ok, vậy là bài đọc của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Mong các em về nhà hãy đọc lại bài một lần nữa, và nếu như mà những bạn nào mà chưa làm đúng hết của bài này thì có thể làm lại một lần nữa nhé. Goodbye, see you later.